Vâng, xin chào các bác đến với kênh chia sẻ đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu điện hình đến từ thương hiệu Mỹ, thương hiệu GT, một trong những thương hiệu rất cạnh tranh với những dòng xe đạp điện hình với Trek. Model này em về là chiếc GT Avantgarde với tông màu chủ đạo tông màu đen, điểm chỉ xanh trên khung xe. Và bây giờ xin mời đánh giá tổng thể chiếc xe. Vâng, trên khung hình bác đây là cái mẫu GT, một trong những thương hiệu đến từ Mỹ, cạnh tranh với những cái dòng xe đạp Trek, Soline về chuyên biệt những dòng xe địa hình. Lần này em về một chiếc dòng GT Avantgarde với cái tông màu chủ đạo tông màu đen lì cũng nhé, điểm chỉ xanh trên khung xe rất nổi bật. Xe được thiết kế với bộ khung mang phong cách hiện đại cũng nhé. Và bây giờ xin đánh giá chi tiết xuất sơn của xe Avantgarde 3.0. Bác có thể lên trên mạng để tìm hiểu thêm về cái mẫu Avantgarde 3.0 cũng nhé. Mẫu GT là một thương hiệu rất là nổi tiếng rồi, một trong những thương hiệu Mỹ cạnh tranh với những cái dòng xe đạp Trek và Soline, cũng là một trong những cái dòng xe đạp cao cấp. Theo đánh giá riêng thì mẫu GT này chuyên về dòng xe địa hình hơn là những dòng xe đua cũng nhé. Xe được thiết kế với bộ khung rất là nổi, mang phong cách hiện đại, theo một cái đường chéo giúp cho cái khung giữa của xe rất là chắc chắn. Để đánh giá về bộ khung xe thì em vẫn nghiêng về dòng xe đạp GT hơn là Trek. Xe đạp dòng GT được thiết kế với bộ khung rất đẹp và chắc chắn cho xe, và được thiết kế với hợp kim nhôm aluminum 6001, hợp kim nhôm siêu nhẹ dành cho những dòng xe đạp cao cấp. Xe đánh giá nước sơn của xe cũng còn rất là đẹp nhé. Em sẽ đi trực tiếp qua nước sơn của xe, bác xuất sơn zin. Biểu tượng GT là hình chữ GT và hàn răng hai đôi cánh phía hai bên. GT này cũng được sản xuất, theo em tìm hiểu thì GT cũng là một cái hãng mà chuyên sản xuất cả ô tô nữa, hình như là Mustang thì phải. Mustang, GT Mustang của Phúc Kim Đông chính hãng của GT nhôm. Lắng cao su chính hãng của GT. GT biểu tượng hình đôi cánh. Xe trang bị với tay bấm xả của chính hãng của Shimano 9 tầng lip, và cụm phanh đằng trước là cụm phanh dầu Techo. Bên phải áp trang bị với 3 tầng đĩa của Shimano Alivio, và cụm phanh sau là cụm phanh dầu thủy lực cũng của Techo. Xe được trang bị với giảm sóc dầu của Santur XCM, vành nhôm, vành Alex Vim, vành nhôm. Đũa inox nhá, rất sáng và bóng. Bác đạp trời mưa gió thoải mái nhá. Lốp thì là lốp của Maxxis, kích thước lốp 26 x 2.1. Lốp thì nó hơi bẩn một chút thôi, nhưng mà sử dụng cũng còn rất là tốt nữa nhá. Bề mặt carbon còn rất là dày, hơi bẩn một chút. Trang vàng chính hãng của thương hiệu Mỹ. Hộp yên chính hãng của GT này, biểu tượng hình ngọn núi, ba ngọn núi chập lại. Yên GT chính hãng của bản thân xe. Đùi đĩa của Santur XCM, là đĩa của Shimano Acera. Củ đề sau là củ đề Shimano Thule, trang bị với 9 tầng lip, lip đen, lip Shimano. Bây giờ xin đo chiều cao đứng của khung xe. Đây là giá bình nước theo xe nhé, em để nguyên theo xe. Cái này là cái giá cài đồ. Đấy, giá cài đồ của xe rất là lạ. Đấy, các bác có để áo mưa hoặc là những cái đồ trang bị thêm cho mình. Có nguyên bản theo xe, em đâm ra là em giữ nguyên. Vâng, cho các bác đứng của khung xe là size 50. Chiều ngang khung là size 54.
Khi là các bác cao từ 1m7 đổ lên nữa nhá. Dòng xe địa hình của GT là dòng size Âu, size cao nhá. Trên 1m7 đi vừa nhá. Xe trang bị với 9 tầng lip, lên lip này. Lip Shimano, lip Yan. Xuống lip. Bên phải em là 3 tầng đĩa. Xuống đĩa. Lên đĩa. Hoạt động rất trơn tru mượt mà. Bên chính hãng của bên GT nhé, nguyên bản theo xe. Bên của GT zin theo xe. Vâng, các bạn đánh giá tổng thể xong chiếc xe địa hình GT đến thương hiệu Mỹ, model Avantia 3.0 và xe độ mới còn rất là cao. Xe giá tốt bên em là 7,2 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bạn là con thợ qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube tìm kia xe đạp, nhấn đăng ký theo dõi kênh. Mời các bạn chơi ngày mai.